Thì những cái thiên tai ngày hôm nay là ở núi Cấm, lửa cháy phừng phừng, cái đó không phải là cháy tự nhiên, đó là Long Thần hộ pháp đã đốt và để cảnh cáo dân ở vùng đó là Phật Thánh Thiên sắp ra đời. Vì ở chỗ đó chỉ có mê tín, không có tu tập, cho nên cái đó chỉ là cảnh cáo thôi, cũng chưa phải là ba tiếng sấm nổ mà núi Cô Tô cháy rồi phừng phừng lửa như vậy. Nó sẽ có ba tiếng sấm nổ, đó là đêm 3 ngày 3 đêm mưa liên tục, và những cái tiếng sấm sét hàng trăm cây số cả Sài Gòn cũng phải nghe, thì mới gọi là tiếng sấm cuối cùng. Mà ngày xưa hụ những cái clip cũ hụ nói là 2 tiếng còn 1 tiếng, thì trong những ngày kế tiếp nó sẽ có 3 ngày 3 đêm mưa và sẽ có tiếng sấm nổ khủng khiếp, thì cái đó là cái cuối cuối cùng khi mà hụ về nước Đức Thầy xuất hiện. Còn hiện giờ núi Cô Tô cháy là do để mà tẩy sạch những cái ô trược ở đó, chỉ có lửa mới tẩy những cái ma quỷ tà ở đó. Chứ bây giờ xưa vẫn 6 triệu người Việt Nam mà xưa đó đứa nào cũng bị trúng bùa trúng ngải khù khù gật gật, làm gì mà có đầu óc minh mẫn mà giúp sư phụ để mà gây dựng một quốc gia mới. Cho nên chúng ta phải là người siêu trí tuệ chất xám, mà ngày xưa cha và đức thầy các vị Phật Thánh Tiên rất là đặt lòng tin ở nơi chúng ta, cứ vững lòng tin với cha, vững lòng tin với đức thầy, vững lòng tin với sư phụ, vững lòng tin với thiên tâm. Đó là nói về thêm nữa, khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8 nó sẽ có những cái trận lũ lụt và nước mặn. Cái đó chỉ là mới khởi nguồn thôi. Thì nước Việt á, có thể khổ và khổ thêm. Ai mà khôn á, hôm nay á, dự trữ lương thực, nước uống. Tại vì cái này chỉ mới có 2 màu thôi là đã vậy rồi. Trong những ngày kế tiếp nó còn đói khổ nữa. Kinh tế dĩ nhiên là đi xuống, tại vì chính trị hỗn độn thì nền kinh tế chẳng có ai mà dám tới làm ăn. Còn riêng đốt củi, đốt lò, bữa nay bác Dương Đình Huệ mình đi về trồng rau hay là đi về massage cho Hương Trầm ở nhà sướng hơn nữa, vô đó xô bồ quá, bữa nay chắc ông mừng lắm, về nhà chắc đãi tiệc với Hương Trầm. Thì sẽ có những người kế tiếp sẽ đốt củi tiếp, nước Việt vẫn còn tiếp tục đốt củi trong bộ chính trị, nó sẽ không có yên ổn cho đến khi nào Phật Thánh Thiên xuất hiện, Minh Dương xuất hiện, thì tự nhiên nó ổn định, Minh Dương trị quốc thế giới mới bình an. Nó phải có những cái xáo trộn thì nó có những cái hòa bình trong tương lai. Còn ở bên thế giới bây giờ giống như bên bên Ả Rập lũ lụt, mấy con thấy trên hình đó là gì, mấy vị đã báo trước bữa hổm Nhật Thực hai cái đó, cả cái trái đất này đều là trời Phật trước khi làm gì chúng ta đều có warning hết, có cảnh cáo hết. Cũng như cái thời tận thế này, cha thương nhân loại 8 tỷ người, cha cho phụ xuống đây nói chuyện 5 năm trời, nói cái gì cũng trúng. Ông Trump vẫn hiên ngang vô Nhà Trắng, khi ông Trump vô là thế giới này không còn cộng sản, nên nhớ điều đó. Ông là khắc tinh của đại đại cộng sản, ông ghét nhất là búa liềm á. Cho nên lúc nào thuận thiên thì giả tồn, nghịch thiên thì giả dòng, nên nhớ. Những người nào biết được tiên cơ thì lập cơ đồ. Nhờ biết được tiên cơ là nhờ có thiên tử nói những sự thật tiên cơ. Khi lập được cơ đồ là lập được công, công đức cho quốc gia và cho dòng họ mình, cho con cháu mình được hạnh phúc giàu có. Thiên ứng kiệt này chẳng ăn ai xu nào, chỉ mang lệnh trời xuống để mà lo cho nhân loại. Nào, kiếm thù 3 cây nhang được không? Đốt luôn. Tiếng nói Việt này từ xưa tới giờ chưa có xin ai sen nào, chỉ tốn hơi tốn sức. Mỗi sáng thức dậy ngồi thiền đều thương tưởng nhớ nước Việt, phải làm sao cho bớt sự chết chóc, phải làm sao cho sớm ổn định lại an ninh trật tự cho nước Việt, cho dân chúng có cơm no áo ấm, cho kinh tế nước Việt đi lên trở lại. Cho nên ngày nào tuy là ở ngoài nhìn thì thấy là không có giúp gì được, nhưng mà thật sự 3 cây nhang nó rất là nhiệm màu. Khấn đâu là được đó, xin đâu là được đó. Nhưng mà người thường thì cứ không có biết trân trọng, nhưng mà người hiểu chuyện thì phải bái phục. 3 cây nhang này đã suy chuyển nước Việt từ đảo chánh chết hàng triệu người, quân đội và công an, nhưng mà hôm nay không còn, thì cũng là nhờ kiệt này.
Cho nên những cái chuyện kiện này làm chỉ có bề trên nhà âm thầm biết, con người phàm không biết thì dựa cột mà nghe, đừng có dễ voi dễ đuôi dễ đầu dễ chân dễ lỗ tai để mà phạm thượng, rồi sau này mất đi cái duyên cái phước mà uổng một đời người.